Một bạn có gửi câu hỏi về cho chúng tôi như sau: tôi bị suy nhược, khó ngủ thì uống cây thuốc gì tốt ạ? Tôi mua uống cây thuốc nam vì lo lắng là dùng thuốc tây lâu ngày sẽ gây hại tới gan và thận. Chào bạn, đối với bệnh mất ngủ, khó ngủ thì dân gian có một số vị thuốc có tác dụng điều trị bệnh mất ngủ, cải thiện giấc ngủ rất là hay. Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn một số giải pháp để điều trị bệnh mất ngủ. Ngoài giải pháp sử dụng thuốc tây thì bệnh nhân có thể lựa chọn giải pháp sử dụng cây thuốc nam để điều trị căn bệnh này, với ưu điểm là không gây tác dụng phụ, không gây tổn hại đến ngũ tạng, an toàn khi sử dụng và có thể sử dụng lâu dài. Từ xa xưa, nước ta đã có một nền y học rất phát triển. Các danh y thời xưa đã tìm ra rất là nhiều cây thuốc, vị thuốc có tác dụng điều trị được căn bệnh này, như là cây lạc tiên, lá vông, tâm sen, củ bình vôi. Ngoài ra thì có một số vị, còn một vị thuốc vô cùng đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn ngày hôm nay, đó chính là hoa tam thất. Một vị thuốc có thể nói là một cây thuốc nam điều trị được bệnh mất ngủ hiệu quả hàng đầu hiện nay. Theo y học cổ truyền thì tất cả những bộ phận của cây tam thất bắc đều sử dụng để làm thuốc. Ngoài củ tam thất là một vị dược liệu được sử dụng phổ biến thì hoa của cây tam thất cũng được coi là một vị thuốc sử dụng rất là nhiều trong y học cổ truyền. Tác dụng chính của hoa tam thất là tác dụng điều trị mất ngủ, mơ sảng, khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Tác dụng này của hoa tam thất vô cùng hiệu quả, kể cả đối với những người bị mất ngủ kéo dài, mất ngủ kinh niên. Hoa tam thất sẽ giúp bạn giải quyết giấc ngủ một cách triệt để với hiệu quả đáng kinh ngạc. Tác dụng ổn định huyết áp, kể cả những người mắc huyết áp cao và huyết áp thấp thì hoa tam thất đều có tác dụng rất là tốt. Tác dụng tăng lực, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi khi bạn phải làm việc trong môi trường nặng nhọc và với cường độ cao, đặc biệt là những ngày hè oi bức. Tác dụng tốt cho hệ tuần hoàn và tim mạch. Hoa tam thất được chứng minh là một vị thuốc rất là tốt cho tim mạch. Những bệnh nhân bị tim mạch thì nên sử dụng hoa tam thất hàng ngày để có một trái tim khỏe mạnh. Tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giúp ổn định đường huyết. Tác dụng giảm béo, tiêu mỡ thừa và đặc biệt là giúp bạn có một cơ thể đẹp và làn da mịn màng. Tác dụng tăng cường chức năng gan, giải độc gan, hạ men gan, rất là tốt cho những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan. Đối tượng sử dụng hoa tam thất là những người thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, hoa mắt, chóng mặt, người lao động quá sức, áp lực công việc lớn, người làm việc trong môi trường độc hại, người mắc bệnh về tim mạch, huyết áp, người bị tai biến mạch máu não. Sử dụng hoa tam thất thường xuyên thì sẽ giúp bạn giảm béo rất là tốt. Hoa tam thất rất là tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Những người già bị suy giảm trí nhớ thì cũng nên dùng hoa tam thất hàng ngày. Dân gian có câu ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền mà lo. Trà thảo dược hoa tam thất là một loại dược liệu rất là tốt cho sức khỏe. Hoa tam thất được ví như là một loại dược liệu giúp ta ngủ ngon, ăn ngon hơn. Hãy dùng hoa tam thất hàng ngày thay nước trà để có một tinh thần và trí tuệ minh mẫn và được ngủ giấc ngủ ngon.